Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước rồi mình giờ mới đi đến đoạn này rồi, tiêu diệt cái lũ goblin tấn công vào cái Emerald Grove của người thú, căn cứ của người thú. There are children here, you fool. We was running for our lives. Chúng tôi đang chạy bán mạng mình đấy. Anh dẫn hơn chúng đi đến chỗ của chúng tôi à. Ok, mình cũng phải chọn nè, xem coi cái chuyện của hai thằng cãi lộn nhau rồi. Ok, bình tĩnh đi mấy anh em. Shut it, horns. Ông đi hon. I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled tôi any longer. Sẽ nằm chết với lại dưới tay của bọn goblin nếu như anh không vượt qua cửa đấy. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foul bloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Ok, hai người chuẩn bị đánh nhau đó. Đánh chọn phe. Không cần phải bạo lực đâu, dừng lại đi. Độ 15 lần. Cộng chắc cũng được 5 đến 6 điểm. 5 đến 8 điểm. Hy vọng là đủ điểm để vượt qua được cái thử thách này. Má. Vãi. Ôi. Có 4 điểm inspiration. Làm lại. Đừng có chơi vào nữa nha. 9 điểm, ok. Có khả năng, có khả năng. Oh yeah. Thành công. You're right. Đúng rồi. Có quá nhiều người bị nguy hiểm rồi. Hay là lo với cái mạng của anh. Cả nhau là vô ích. Bọn goblin đã tìm thấy chúng ta rồi. Ít nhất thì chúng ta đều đồng ý với chuyện đó. Ok. À, mình quên nữa. Nâng cấp với lại nâng cấp với nghỉ ngơi. Để xem mình nâng cấp coi. Có cái gì mới? Level 3. Yeah. Được điểm sức mạnh thần thánh hả? Chống lại bệnh tật ảnh hưởng tới mình. Wow. Cái này là gì? Biến undead và quái vật khó chạy, không thể đến gần bạn. Cũng thú vị. Vũ khí thần thánh có nhiều cơ hội hơn bị đánh trúng. Sanctuary. Nó không có này rồi nên sẽ có được cái có được phiên bản tốt hơn. Không cho mình chọn spell à. Ok, chỉ có vậy thôi, không có được thêm cái gì hết. Flash, có cần flash không? Cái này chỉ được có 3 lượt thôi. Mà cần phải có sự tập trung nữa. Dễ bị mất lắm. Cái này tới 10 lượt lần. Cái này cũng chỉ có 3 lượt. Cái này chỉ có 1 lượt. Nhưng mà không có tốn điểm. Ok, kệ thì tạm thời chưa thấy chiêu nào mà ổn hết. Hy vọng sau này sẽ có nhiều chiêu hay hơn. Để xem sao được hết. Wow, quá trời chiêu luôn.
Quá tuyệt vời luôn. Mirror Image. Rồi, thì quá được luôn. Có gọi được vũ khí là linh hồn để xứng tấn công nữa. Ok, gieo được hai slot được chia mới để học. Này có thể giúp mình nhảy mà không có bị mất máu, nhảy từ trên cao xuống. À, tia lửa phóng ra 3 tia lửa. Misty Step, cái này cần thiết nè. Để coi mình có tuyệt chiêu gì rồi. Mấy tuyệt chiêu này cũng ổn hết rồi. Dùng Misty Step, Step đi. Ok, tạm thời level này mình lấy hai kỹ năng có thể giúp mình di chuyển tốt hơn. Wow, được nâng cấp để xem. Được đổi class nè. Giờ cái này là kỵ sĩ, đây là bậc thầy vũ khí, nhà vô địch. Hai nhánh ý mà kỵ sĩ thì mình có thể dùng phép được nè. Chà, cũng khá thú vị, nhưng mà thật ra cũng không cần lắm, tại vì phép thì mình đã có Shadow Heart với lại Gale rồi, mình cũng là nhân vật cũng có thể dùng phép nữa nên nên nâng điểm vào tấn công đi, chủ yếu là vào tăng cơ. Có thể làm rớt vũ khí kẻ địch. Wow, cũng được á. Một điểm vào đây. Ok, nói chuyện một chút đi rồi Aladdin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. Cảm ơn mình lúc nãy đã giúp nhé. I'm Zevlor. Tôi là Zevlor. Tôi là Athas. Well met. I should warn you. Tôi cảnh báo anh. Visitors are no longer welcome in this grove. Khách ở đây không được chào đón nữa đâu. Whatever your business, anh ở đây làm gì thì nên làm nhanh đi. Người thú đang đẩy đuổi mọi người ra khỏi đây đấy. Cuộc tấn công lúc rồi làm cho họ càng cương quyết hơn. Ok, tại sao họ lại đuổi cái anh ra ngoài? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing. Họ đang đổ thừa cho những người bên ngoài dụ cái địch đến đây nên họ không chào đón chúng tôi đến đây nữa. Ok, but we'll be slaughtered if we leave. Chúng tôi không thể ở đây được, nhưng mà nếu chúng tôi đi thì chúng tôi cũng sẽ bị tàn sát hết. Chúng tôi không phải là những chiến binh. Không cách nào để thuyết phục họ. I've tried. Tôi đã cố rồi. Kaga, họ cô ta không chịu nhìn gặp tôi. Tôi biết không phải là chuyện của anh, nhưng mà
cô ta nợ anh vì đã cứu được nơi này đấy. Có lẽ anh có thể thuyết phục cô ta. Rồi, để tôi xem có thể làm được gì. I think you should. Yes. Huh? No harm in trying the diplomatic route. Lần này ông không chịu tại vì if we're forced to leave now, mình đi làm chuyện vào đồng quá. You'll find the druids at the heart of the grove. Okay, anh sẽ tìm thấy nó ở trong make them see sense before more lives are lost. Làm cho họ thấy hiểu ra vấn đề trước khi nhiều người chết. Ok. Xin nghĩ nha. Về trại ngủ một giấc. Thì phá vỡ lời thề bây giờ. Bạn nên đi về trại và suy ngẫm về những gì đã làm. Cái quần què thiệt. Hình như nói này nè. Adu. We meet again. Chúng ta lại gặp lại. As predicted. Giống như đã dự đoán trước đó. Ok. I shall be here in thy camp. Tôi sẽ ở lại đây trong trại qua. Need of my services. Khi nào cần sự giúp đỡ của tôi. Không phải là thô lỗ nhưng mà anh là ai vậy? There are many answers to có rất nhiều question. Câu trả lời. None. Và chẳng có cái nào quan trọng cả. Ồ thế à? Tập trung vào cái thứ năng lượng bạn cảm thấy từ ông ta. Thử coi. Á đù. 20 luôn. À chà. Game nó muốn chơi mình thì gì trời. Mời lại không? Thôi khỏi đi. Biết cô có làm gì đâu. Có một năng lượng rất mạnh nhưng mà không biết nguồn gốc từ đâu. Ok. Ông đang làm gì vậy? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own. Ông dùng mấy cái từ gì đó không biết là từ gì luôn. Treacherous cult of the absolute. Cái gì đó giáo hội absolute gì đó. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Chỉ cần có một đồng xu thì tôi có thể triệu hồi người xứng đáng nhất trong số họ để giúp bạn làm việc. Nghĩ là mình có thể thuê người từ phía từ ông này. Liệu những người đó có chịu tham gia tự nguyện không? Most willingly. Hầu hết là đều tự nguyện. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon. Có hứng thú. Có thể tin vào những người trong giáo hội này không? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Ok, có nghĩa là có thể tin tưởng rồi đấy. Thật là ấn tượng. Anh còn thể giúp được gì nữa? Should thou or any of thy compatriots perish, bất kỳ người nào I will cleave đi chung với anh bị chết. Once more. Tôi có thể giành lại linh hồn đó một lần nữa. Ý là hồi sinh. Thật là một sức mạnh vĩ đại. Because it is my calling. Okay. There is little else to explain. Rất là khó để giải thích. Ông nhắc đến một cái giá vậy, nó là gì? A matter một of coin. Tiền 200 đồng. Lỡ như tôi không có tiền thì lúc này thì sao? Then I shall wait thì tôi sẽ đợi ở đây patiently until đến khi nào acquired. Có đủ.
Có thể giúp tôi đổi tính năng của mình không? À, ý là reset điểm á. Rồi Very well. Xem cái lỗ à. Mình cũng thắc mắc, mình chưa bao giờ thử cái lính đánh thuê này, không biết là như thế nào. Không biết có mạnh không nữa. À đây, ông phá hủy lời thề. Tôi đang đợi anh đây. Tôi cảm thấy lúc anh phá hủy gắn kết lại với lời thề đó, anh đã gọi tôi. Và tôi ở đây để dẫn đường cho anh. Anh là ai? Đúng rồi. Tôi là người đầu tiên. Người đầu tiên lập lời thề. Và người đầu tiên cũng phá lời thề. Ok, nếu như có người thay nào đó phá lời thề, tôi sẽ chứng kiến và tôi nghe lời của, lời giải thích của họ và dẫn họ. Anh nói thề là sẽ giúp đỡ những người yếu thế. Chị nói cho tôi biết tại sao lại phá hủy lời thề. Tôi không còn cách nào khác, đúng rồi. Tôi mệt mỏi với cái thứ này rồi, tôi muốn được tự do. Wow. Đây không phải ý định của tôi, hành động của tôi là để lấy hậu quả, không ngờ. Có vẻ như cái này cũng khá là hợp lý. Tôi không có cần phải gì phải giải thích với anh hết á. Không biết chọn sai có bị vấn đề gì không ta. Chọn cái này đi. A lapse in judgment. To know the reason for your fall is perhaps to know the shape of things to come. Take comfort in your undoing. Okay. I, like you, abandoned my cause. Tôi cũng như anh vậy, đã bỏ lời thề của mình. Your oath is broken. Lời thề đã bị phá vỡ rồi. Ánh sáng bên trong anh đã bị tắt đi. Một nguồn năng lượng mới đã bắt đầu. Ok, nói về năng lượng đi. Darkness bóng tối your summons. Sẽ đến với anh. The dead người chết will march to your rhythm. Even now, người chết sẽ đến với anh. These shadows gather around you. Những bóng tối này sẽ bao trùm lấy anh. The cracks in your armor. They yearn to be used, to be inflicted. Ok, bao trùm lấy mình. Có cách nào để lập lại lời thề không? Ông đã hứa gì? Ông đã đạt được những gì sau khi bỏ lời thề? I wielded the powers of darkness. Tôi đã sử dụng sức mạnh bóng tối. A candle for those who needed the light. My actions followed no teaching, apart from my own justification. Good or ill, I made my choices. Eventually, I heard the call of others who had strayed. Tôi đã nghe lấy tiếng gọi của những người bị lạc lối. Tôi dẫn lối cho họ. Và bây giờ tôi dẫn lối cho anh. Tôi đã sẵn sàng để trở thành người phá hủy lời thề. Á đủ. Bây giờ một là theo ông này để phá hủy lời thề, hai là tìm cách để lập lại lời thề. Để thử có cách nào để lập lại lời thề không? Có thể đấy. Nhưng mà lời hứa như vậy thì không có dễ dàng đâu. Giàu có thì rất là sung túc, nhưng mà lời linh hồn của anh đã bị thanh tẩy. Should you wish to do so, speak with me again. Ông đã hứa cái gì?
I served a noble lord. Tôi đã phục vụ một vị lãnh chúa quyền quý. Tôi đã chiến đấu cho ông ta mà không hề thắc mắc bất kỳ thứ gì. With his light shone, my sword followed. Bất kỳ nơi nào ông ta đến thì kiếm của tôi thì đến đó. I raised villages. Tôi đã tiêu diệt làng mạc. Put thousands to the sword. Giết cả hàng ngàn tên. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. Cần phải có nhiều sự hy sinh. But his light was so radiant. Nhưng mà ánh sáng của ông ta quá mạnh đã làm tôi bị mù mắt. I could not see tôi không thể nhìn thấy bóng tối. And corruption of the path he led me down. Và con đường mà ông ta đã dẫn tôi đến. Saw the truth. Và cuối cùng tôi đã tìm thấy sự thật. Would not be reasoned with. Ông ta không chịu nghe lời. So, nên tôi đã kết liễu ông ta. I ended him. Vì vậy, tôi được gọi là kẻ phá hủy lời thề. For this, I was called Oathbreaker. Oh, thật là một quyết định can đảm. Giết chính chủ nhân của mình à? Anh có biết là phá hủy lời thề như vậy sẽ như thế nào không? Anh có hối hận không? Thử hỏi xem. Tôi biết là hậu quả sẽ rất là tệ. Nhưng mà quá khứ là quá khứ. Chúng ta đây để thảo luận về tương lai. Ok, tôi đồng ý luôn đi. Mệt quá. Thử coi nữa làm gì mình. Đừng có kháng cự. Đầu hàng. Và được tái sinh. Sức mạnh này có thể dùng làm việc tốt hoặc là việc xấu. Lời thề của anh không còn gắn bó với anh nữa. Bây giờ anh được quyền lựa chọn cho bản thân mình. Vậy thôi hả? Vãi cứt. Được chọn, được đổi class. Để xem có kỹ năng mới. Thử hồi lại cái lời thề rồi. Giờ có thể sử dụng nó hả? Kiểm soát người chết. Ghê vậy. Mục tiêu phải level thấp hơn bạn. Ghê. Nếu mà trong trận chiến mà có kiểu như undead rồi xác sống á, mình có thể kiểm soát nó. Và kiểm soát nó mãi luôn cho đến khi nào nghỉ về ngủ qua ngày thì mới hết. Wow, có thêm hai kỹ năng cho lời thề nè. Phản ứng với lại kẻ tấn công bằng lửa. Ok, cái này được mấy lượt. Cái này chắc được kích hoạt thủ công á. Death Cell nè. Như là nó tấn công mình thì mình sẽ được kích hoạt, không cần phải bơm. Ok. Được hồi lại rồi. Ok. Nói chuyện nữa không? Oathbreaker. Anh cần gì? What do you need of me? Có chuyện gì nếu như tôi
thực hiện lại lời thề của mình. Returning to your oath means relinquishing the darkness within you. Okay. Its evil must be banished. Okay. Your oath-sworn powers will return. You will be bound again by the decrees you promised to uphold. Điều ước gì để đập lại lời thề của mình? Vì sao anh lại bỏ lời thề của anh? Okay. I served a noble lord. Oh. I've in his name. Oh, cái này khó rồi mà. When I finally saw the truth, he anh có hối hận không? Would not be reason. Okay. Regret is for those who would act differently. I feel no such desire. Tôi cảm thấy không hề hối hận. What's past is past. Okay, cũng là câu nói đó thôi. We are here. Rồi, vậy là ông này sẽ ở đây với trại của mình đến khi nào mình mình thích đổi lại lời thề, lập lại lời thề. Thì bây giờ hốt ổn luôn được. 224 máu vãi, mạnh thế. Tấn công. Thôi bỏ đi. Không có chuyện ngu đến thế. À, game nói chuyện. Á đục. Gì đây? Vãi cái hai thằng game. Vãi thật. Để ngắm coi mình đẹp trai không. Be with him in a moment. Đợi tôi một chút. Anh làm cái gì vậy? Mấy phù thủy làm tôi thấy khó chịu quá. Thôi. Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Tôi giống như con quỷ vậy, trai đúng không? Seramorphosis. What does it make you think of? Anh nghĩ là cái gì hả? Đầu tiên hết, cái đám người kiến trùng chết tiệt. Chẳng có nghĩ gì hết. Nếu anh định giảng bài cho tôi thì tôi không muốn nghe đâu. Vãi ra bước. Tôi mấy cái lựa chọn cũng tức cười vãi cứt. Được rồi, nghĩ tới cái lũ kinh trùng đi. Chính xác rồi. Ngày 1, bị sốt rồi mất trí. Ngày 2 bị ám ảnh. Ngày 3 thì mất tóc và ra máu. Cần phải tiếp không? Thôi cái này nè, con là Zeo đã nói hết rồi. Thôi khỏi nói đi. My point is this, our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal. Ok. Tại sao triệu chứng vẫn chưa xuất hiện với chúng ta? That? Alas, đó. Is where my knowledge fails me. Đó chính là lúc mà tôi không biết đấy. Rogue might call it luck, a priest might call it fate. As for myself, I'm a pragmatic. I see the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Chúng ta nên nghỉ đi. Còn ai muốn nói chuyện không? Không ai muốn nói chuyện hết. Thôi ngủ đi, ngủ rồi xong đi vào trong cái Emerald trại của người không đủ rồi, không tôi xin lại đi. Cái anh Macaron Astarion. Ok, đi thôi. Let's get on with it. Để xem chuẩn bị được chiêu.
mang cho sức mạnh cho đồng minh, cho đồng đội. Bơm máu, oh, ok, bơm máu. Ủa, đâu hết rồi. Đâu mất rồi. Ok. À đâu, không được, phải giữ cái chiêu này lại. Vãi thật. Thôi lỡ bỏ rồi thôi, bị mất hiệu quả rồi. Tăng kháng. Cái này phải lại gần mới đánh được, hơi bất lợi. Cái siêu phải bỏ đi. Ok, gieo. You have my attention. I crave blood. We're a long way from Waterdeep. Ok, bơm lại đi, lỡ rồi. Làm mất hết nửa một slot. I shouldn't have wished to live in more interesting times. Very well. Đây, rồi trong thôi. Refugees, adventurers. Nhà phiêu lưu hả? No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Cảm ơn đã đánh bại lũ goblin. Is there anything you need? Nếu anh có cần gì? Act fast if you do. Nhớ làm nhanh đi. Nghi lễ sẽ hoàn thành sớm á. Tôi đang kìm một bác sĩ, một đại phu. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. Nettie có thể she should be with the others in the inner chambers. Ở trong but I doubt she'll be taking on new patients. Căn phòng ở trong đó. The grove will be locked down soon. Ok. Phải anh bán just cái some gì? Bits and bobs I no longer need. Bán bớt đồ. Để xem bán cần bán hết không ta? Bán hết thì lấy tiền. Bán sách. Ok, bán sách kiếm tiền. Một cái Sylvanus got một cái chữ viết gì đó không đọc được à? Can we stop shouting? No? Yeah, it was right point magic. Ghê đọc coi. Hình ảnh xuất hiện trong đầu bạn một cái não, một chiến binh nhiều thế kỷ trong một tối. No one back home will ever believe this. Need anything không? Else? Of course, but please remember. Không biết có nghĩa gì không nữa. You're not the only one in need. Ít ra thì cái này nó có ít hơn. Okay. Xấu thế. Không đẹp bằng cái áo của mình.
Để thử mua cái thuốc nhuộm coi. Ok. Nhuộm. Phần 6. Thôi kệ đi. Moving ahead. Tắt cái não này đi. Nhìn cho đẹp trai một chút. Như đây. Chúng ta không thể đi được. Sẽ không có hy sinh mạng mình cho những người chắc chắn chết rồi. Chúng ta sẽ đến Baldur's Gate. Chúng ta dừng lại một chút được không? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. Có phép thuật và vũ khí để làm gì nếu khi chúng ta không thể không giúp họ? Được rồi, cứ la đi. Mình nên làm gì đây? Thuyết phục. Cái người nên ở lại đây, dùng để chiến đấu. Nơi nào người yếu cần thì người mạnh sẽ giúp đỡ, ở lại đi. Sao nó không có hiện cái bảng ta? Ai chà, không có hiện cái bảng để mình biết coi mình được cộng điểm ở chỗ nào. Thuyết phục hình như mình không có điểm thuyết phục. Từ từ để coi coi ai có điểm thuyết phục. Điểm 12. Mình có điểm thuyết phục. Dùng ok, bước cho gai đình. Yeah. Thành công. Ok. Cảm ơn. Đó chính là việc làm đúng đắn. Cô ta đúng đấy, Roland. Chúng ta là người tốt mà. Được rồi, tôi sẽ ở lại. Để coi coi các người bị lũ goblin cắt cổ. Ok. Swift as my feet can carry me. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. Children, I am not the Blade of Frontiers. What a thrill for the children. Okay, Blade of Frontier. They're tough kids. Là Will đó. Smart too. Tụi kia nhỏ này rất là thông minh. Tương lai ở trong tay chúng nó đấy. Go on. Give me a best shot. Not bad. Cũng không tệ. Again. Lần nữa đi. Không được, cháu sẽ không được giống như chú. Omi, chú không cần cháu phải giống như chú. Chỉ cần đủ thời gian để cho cháu chạy thôi. Đi nào. Chú tin cháu mà, cháu có thể làm được. Lời khuyên tốt đấy, con nhóc, nghe đi. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers. Blade of Frontiers. The man's smile bends downward. Rồi, mày cứ nhiều kiến trùng. You are the Blade of Frontiers, racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe. Okay, nhìn thấy cái con quái vật màu đỏ gì đó. Hell's great fires. Có lửa. Anh cũng ở trên con thuyền. Đúng rồi, chúng ta đều phải mang ký sinh trùng cả. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Quái vật. Not yet anyway. Could just be good luck. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biến hình. Your minds collide once more. Một lần nữa chứ. Tâm trí hai người lại va vào nhau. Chạy đang đuổi theo một con quái vật gì đó. Cô ta là một con quái vật, con quỷ hăm dọa những người đang sống. Anh thấy cô ta rồi. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate.
a champion in the blood war between diabolical forces. Một con quái vật ở trong cuộc chiến ở Blood War. À, cô ta là ai? À, Hunting. Sang ở địa ngục là một nơi nguy hiểm đấy. Okay. I'm no stranger to the infernal. Tôi không có phải là người lạ ở địa ngục. Tức tốt hơn là nên tiêu diệt con quỷ đó trước khi cô ta hại thêm nhiều người. Cô ta tên là Kaled. Tôi đã theo dõi cô ta xuống tới địa ngục. Nhưng mà cái lũ My Flayer đó làm tôi bị nhiễm bệnh trước khi tìm thấy cô ta. Cô ta ở ngoài đó. Nếu tôi không giết cô ta thì cô ta sẽ để lại cô ta sẽ giết rất nhiều người. Tôi sẽ giúp anh tiêu diệt con quái vật đó. Ok, giúp luôn. An excellent suggestion. Là when your party's full up. Still, when the time comes. Mình cứ tham gia mấy cái chuyện tào lao là Leo phải nói liền. Được rồi, về trại chờ tôi nhé. A splendid plan. We'll talk more there. Leo rất là thích có bạn đồng hành. Để xem. Cái con mối quan hệ giữa mình với là Zeo. Ok. Không được tốt lắm. À. Em chà, em sao hết cũng hơi khó tính nhỉ. Không sao. Cứ từ từ. Breathe deep and move. Step, parry, bước lên, strike, né, đánh. It's just not landing. Không hiệu quả chút nào. Có vấn đề gì không? Nothing but. Không Goblins có gì cả. In the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Mọi người thú đang muốn đổi chúng tôi đi. Chúng tôi cần phải sẵn sàng chiến đấu, nhưng mà tôi lại rất là vô dụng. Cho lời khuyên đi. Ok. Thành công vang dội luôn. Tôi thích lắm. Nếu bạn quay được 20 thì sẽ được thành công vang dội. Và tôi tự động vượt qua nó. Ok. Một điều cuối cùng nữa, đừng có nói trước những hành động của mình ra, làm những cái thù biết trước đấy. Ok. Là sẽ cứ tập luyện tiếp đi nhé. Hopefully it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. Lũ người thú đang đối thủ với tôi như là chúng tôi như là sâu mọt vậy đó. Ok. Đi khám phá cái trại này. Trời trời, một con nữa. Bạn của tôi chưa đủ hay sao? Đến tôi, đến đây để giết tôi à? Ở Crash Kalia thì chào đón ngươi là bằng một mũi tên đấy. Từ cúi đầu chứ. Giờ muốn là Zeo ủng hộ thì phải làm theo lời là Zeo thôi. Ok, chấp nhận đi. Sao đâu hết thì không chịu. Cúi thấp nữa. Mình đứng chờ thôi. Sao đâu hết. You saw another gith. Where? Người thấy một dũng tộc chúng tôi ở đâu? Ở gần cổng Order. Nhìn thấy chúng tôi trước khi chúng tôi thấy họ. Đâm vào trong bụng của Yul.
Bánh đồ, đưa cho tôi. Ok, làm hài lòng em là Zell thì lại bị sao đâu hết phản đối. Thôi, mấy em này khó tính quá. Để coi. Là Zell, lên được chút điểm. Ok. Mình có thể sử dụng cái này à? Ok, thử đây. Ok, nói chuyện với là Zell. Is that blood? No, never mind. The locals prove compliant. Còn địa phương này rất là nghe lời đấy. Tôi đã cảnh báo với các anh rồi mà. Ok. Phải nên cân nhắc việc đi chung với cô ta trước khi gặp vấn đề. Cô con lúc nào cũng đối xử thô bạo với người khác vậy à? Bị là Zell phải nói nữa rồi. Vậy khi anh trở thành May Flayer thì lúc đó anh có khóc không? Rồi lúc đó là bảo là tôi thô bạo. Được rồi, nói cho tôi kế hoạch tiếp theo là gì? Bọn Tiefling đã nói rõ rồi. Người ghép dân kia ở phía Tây ở đây. Chúng ta phải đến đó để thanh trừng cái con đấy. Ok, thanh trừng là sao? Nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ con ký sinh trùng này. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Ok. Cái ba lô. Cái đuốc. Ok, cho một đứa. Seems like a good moment to talk. Goblins, druids, this grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Another step forward. What's hiding here? Okay. You saw you fighting those slimy bastards. Nhìn thấy anh đánh nhau ngoài đó. Fancy a bowl? Best to finish it now while we still can. Cái gì vậy? Đồ ăn, có muốn ăn hay không? Thử coi. Ok, thử coi. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Nhận thấy cái gì á? Ủa? Sao không thấy trong này? Ủa, mà cho ăn cái gì đó rồi sao không thấy ta? Em biết, thôi kệ đi. Ah, xin chào. Talk of the camp. Thank goodness you came along when you. Oh, there isn't a bit of color in those cheeks. Anh có bị thương hả? Cold, feverish. Bị cảm lạnh hay bị sốt gì không? Auntie sẽ cho anh một chai thuốc.
Ok, cô là thầy nhà giả kim hả? Cô không có gì nghe đâu. Mà tôi làm việc này cũng lâu lắm rồi. You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Okay, anh uống thử cái này đi là anh cảm thấy khỏe liền. Cái này là cái gì? Oh, it's just a healing potion. Chỉ là phần thuốc, thuốc hồi máu thôi. Không có gì ghê gớm đâu. You just look like you might need a pick me up. I'm sorry to go on about it. But are you all right? You're looking awful peaky. Anh có ổn không? Nhìn anh thấy tệ quá. Ổn. Chỉ là một ngày mệt mỏi thôi. Okay. Oh, stop. Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ok, tôi có bán đồ, muốn cần coi không coi đi. Oh, cây này có vẻ được đấy, cho Gale đeo thử. Bán thử đồ. Ok, có chút tiền rồi. Wow. Mua cái cây này cho Gale là hết sạch tiền luôn. Để coi Gale có cái cây gì này. Cây gậy tầm thường thôi. Thôi, không cần đâu. Để dành tiền mua cái gì đó. Cái lũ này qua nữa đây nữa. We should have left by now. Damnation. Instead, we're just sitting here. Chúng ta chỉ ở đây. Practically begging to be attacked. Chờ để bị tấn công. Ở đây đúng là một sự sai lầm mà. Anh đang làm việc đúng đắn đấy, mọi người cần sự giúp đỡ. And what about us? Còn chúng tôi thì sao? Every chance we've doomed ourselves by helping these people. Chúng tôi có thể bị chết để gì giúp những người này đấy. Tốt nhất là chúng tôi nên đi đến Baldur's Gate. Tại sao cứ lúc nào cũng muốn đến đó vậy? You are looking at Laroican's newest apprentice. Anh đang nhìn thấy đồ đệ mới của Laroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Thủ thủy vĩ đại nhất ở Baldur's Gate. Tôi đã nghe cái tên đó rồi, anh bạn. Đúng rồi. Anh nằm ở trên thành. Nằm ở trong thành. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. À, tôi rất muốn anh giới thiệu tôi với lại cái người đó hả? Ồ, ý hay đấy. Giới thiệu làm quen cũng không có gì hại nhau hết. Tôi có nghe nhiều chuyện về Lorakin, nhưng mà không có chuyện nào tốt về ông đó hết. Đi thử coi. Common gossip. Có cái chuyện đồn tào lao lắm mà. Toàn là cái lũ ngớ ngẩn như lại ganh tị ổng thôi. Tôi đã hâm mộ ta rất nhiều năm rồi. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Laroican will be known far and wide. You'll see. Ok. How long until Roland shows off his thunder wave? Hy vọng là sẽ gặp lại ổng ở Baldur's Gate. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Ok, coi thử bán gì.
Ok cái khiên, ok nói chung là cũng chẳng có tiền mẹ gì hết. Thì mình cầm cái búa hả? Ok. Thì bỏ đi, không có tiền nữa. Oh, đi, đi vào đây thử. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Oh, sao không bắn được đâu? Thấy tay của cô run quá trời kìa. Cô ta không có chống trả được mà. Cô ta không có giết anh trai của cô đâu, Aka. Shoot before you lose your nerve, tiefling. Bắn đi trước khi run sợ cô gái. Nếu mà cô có can đảm thì bắn. Ok, xem ngang vào. Nó vẫn làm gì hết, đứng nhìn thôi chứ có chuyện gì có liên quan đến mình đâu. Ta đã được chosen, ta đã được Casalus chọn rồi. Đã được ban phúc. Vậy thì đến đây. Con quỷ chết tiệt. Ok. Đúng rồi, đâu có liên quan tới mình đâu. Ờ, không có ai ở đây hết. Mở cổng vô lúc đầu. Ok. Á đồ, chẳng có mẹ gì hết. Phải. Làm tốn. Nói chuyện với người chết đi. The corpse regards you lifelessly. Rồi, thôi. Con lính lát ghẻ mà biết hỏi là hỏi tên làm gì? Ai dẫn đầu bộ tộc của ngươi? Ok. Boss Raglin. Raglin. And the Drow. Và Drow. Drow là ai? Absolute là cái gì? Đấng tối cao là cái gì? Everything. Tất cả mọi thứ. Tất cả chúng tôi. Là phải. Cái người giấu đồ quý giá ở đâu? Vô đó cướp hả? Ok, chọn luôn đi. Raglin. Raglin. Ở thác nước, cái cầu. Ở đó có ai chữa bệnh không? Ok, có phù thủy gót. Rất sức mạnh. Còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Đi tìm gót ở đâu? Ở phía tây. Ở trong ngôi đền cổ. You can ask no more questions. Không đóng cửa lại rồi à? Thôi kệ vậy đi. Cái gì đây? Ở đây có gì không? Nó mở cổng ra vô. Không có gì bên này cũng như không. Ôi, có cái cổng gì nè. Hello. Ok, chỗ này bọn gấp đi.
good sign. What path lies before me? Cái đỉnh mà. Phải cứt. Biết vậy nãy đừng có bấm nghỉ sớm quá. Ok. Cái quần què gì vậy? Cái gì đây? Bức tượng canh gác. Ok, kháng lửa. Kháng hết mẹ rồi còn gì nữa đâu. Bấm như đây tắt cái The mission has to come first. Blackett's will be done. Did some bleeding arts show up to save the druid? Ta sẽ cắt người thành từng mảnh. Giết chúng. Vãi. Đây gần quá bị phát hiện rồi. Còn Gale với là Zell. Okay. Vẫn có khả năng để tấn công để đẩy lùi nó. Không cần thiết. Làm nó rớt vũ khí đi. À, có một thằng bên này nữa. Bên kia thì xa quá. Bắn này. Mày. Ready. Ok. Thằng cu này nó xa quá. Chạy. When I go, I'd rather stand tall. What's the plan? Tolerable. Dùng gheo để lẻn vào thấy trước một chút. Gheo bị dính lên phía trước rồi. Hay quá, một. Cái gì đây? À, phản đòn. Ok, thử coi. Mày chết, well. Ok, Gheo. Chạy. Ủa sao di chuyển gần quá vậy, không đi xa được vậy. Có vấn đề gì à? Ok, nhảy. Thôi được, nhảy phát hết mẹ sức mạnh luôn. Thằng này láo. Là gieo hốt này được. Ok, là gieo không có điểm tấn công luôn. Chà, có thể đẩy nó không? Không được luôn. Ok, nhảy qua đi.
Có thể hỏi hiện tại thế, ok. Hốt mày luôn đi. Mày. Nhảy. Bắt đầu xong nhảy. Ủa? À, thiếu điểm nhảy rồi. Trời. Phải thật. Thì phải cận chiến mới được. Valadin không có chiêu nào trưởng xa hết. À, dùng lửa, dùng cung, cung đi. Được, hộp, vải thật. Dùng ok, chuyển lên bầu. Mày chết. Nấp vào, nấp vào. Ok. Hộp, yes. Mày. Hết rồi. À, đây. Hay lắm. Anh trai này bị bất tỉnh rồi. Vẫn còn chưa chết. Ok. Ok. Nói chuyện được chưa? I applaud your taste. Oh, cảm ơn, cảm ơn. Tôi tưởng tôi chết ở đây rồi chứ. Ủa, mình chọn game nói chuyện hả? Ok, cũng được. Làm sao bọn Goblin vào trong đây được? It's lỗi của tôi. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others. Bọn chúng theo dõi tôi từ cái lối bên đó. Cẩn thận đấy. Có nhiều bẫy trong hành này lắm. Ok, đi theo này vô đây. Step by step. Have a lot on my mind and well, in it. À, chết rồi. Anh chết rồi. Bấm lộn nút. Hên nó không có nổ gì. À, nước. Ok, khoan, chưa. Ông nội này bị sét đánh đen thui luôn. Bốc khói luôn. How much farther can I go? Bên này. À, bên nước. Ok. Có cái gì dưới này nè. Một người chết. Á chà. Charmed, I'm sure. Đi xuống dưới hình như chỉ có ghê mới đi nổi thôi. Which way to the nearest library? Nhảy xuống được không? Nhảy xuống được nhưng mà bị mất máu. Action. Not reaction. Nghe nghĩ được không? Lost in thought. Nghe nghĩ được nhưng mất một máu.
Chạy xuống rồi tắt cái công tắc lại liền. Nếu không là bị bắn chết á. Ok, nhảy xuống. Ok, ok. Oh, hên quá. Oh, chìa khóa. Ooh. Khóa mở cái gì đó. Let's explore. Hả? Gì vậy? Có cái gì đó ở đây. Okay. No one stopped me yet. No time to dally. No time to waste. Proceeding. All right. What now? Bắt đầu thất bại luôn. My faith will guide me. Sao làm hết? Oh. What's that? À, nhưng mà không có không có xẻng. Chà, phải đi kiếm cái xẻng. On I go. À, có một cái rương trong bóng tối này nãy giờ không thấy luôn. Oh, dùng cái chìa khóa nãy mở cửa, à, mở cái này này. À, được. Ok. Hay quá, à, cái này là cây gậy cho Gale. Ok, coi cộng điểm gì đây. Không thể di chuyển. À, 7 bay hả? À, có thể dùng 7. Ok, có thể bẫy đối phương và làm cho nó bị không thể di chuyển được. Easy enough. À, dẫn mình đi trước chứ, để Gale đi trước, Gale chết thế mà. Gì vậy? Một cái đường hầm dẫn ra ngoài. Ngay gần cái bãi chiến trường hồi nãy. À, có cái xác gì đây nè. À, hai cái đứa hai cái đứa Arsenal. You can't die. Anh là true soul, anh là người được chọn. Hãy ở với anh, hãy với em. Anh ta thì bị mất mất tỉnh rồi, không được bước đến gần hơn. Ok, có một biểu tượng phát sáng bên trên mặt cô đã. Tôi có thể giúp. Tôi muốn đi đâu thì tôi đi chứ. Tôi có thể giúp. Ok, giúp được rồi. He's hurt badly. An owlbear got him deep. If there's anything you can do,
I'm watching you. Một con cú ơi, con gấu cú tấn công. A familiar squirming churns in your head. Cố gắng làm ta bất tỉnh hả? Hay giữ ánh mắt quá. Your minds intertwine. Hai người kết nối với nhau. Siblings, Andric and Brenna. Andric và Brenna. Yours to shepherd. Protect them. Là của bạn để kiểm soát, bảo vệ họ. He's a true soul. Anh ta là một true soul. Mind him. Hãy để ý đến ta, anh ta sẽ. Edwin. Ed. Okay, chết rồi. He's with the absolute. Anh ta đã về với đấng tối thứ cao rồi. Anh cũng là một true soul. Edwin, our brother. He was chosen. Anh trai của tôi cũng là người được chọn giống như anh vậy đó. Chúng tôi có lệnh. Chúng tôi đang báo cáo với lại anh Arwin. True soul là ai? True soul là gì? Anh đang thử chúng tôi à? True soul giống như anh vậy, được đấng tối cao được chọn. Lời nói của anh chính là lời của cô đấng tối cao. Ok. I will serve at no ruler's side but my queen. Tôi sẽ không phục vụ ai hết ngoại trừ một nữ hoàng của tôi. Mấy người bị nhầm tôi với lại chú sâu à. Tại sao cái người ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm. We know that all too well, chúng tôi biết vậy, nhưng mà đấng tối cao cử chúng tôi đến đây. Chúng tôi đang kiếm những kẻ bỏ trốn, những người sống trong cái bộ đám tàu, đám cái phi thuyền. Ok, đây ký mình á. Nên nói gì nó biết không thôi. Tự nhiên nói rằng chị. Con gấu tấn công anh trai của anh, chúng ta cần phải trả thù. What? It killed one of us. Nó là kiểu Edwin. It's an enemy of nó the là absolute. Kẻ thù right, với lại đấng tối cao. Ngài nói đúng rồi. Con quái vật phải được tiêu diệt. Before, cái hang ở trong đó. Us, nhưng nếu các người có thể giúp, chúng ta có cơ hội thắng. Ok. I spoke of the absolute. Same as that goblin. Strange power resonates within the corpse. It calls okay. To you. Cái xác đang gọi bạn. Your limbs move of their own accord. There's something of value. Có cái gì đó. Something your mind cái gì đó. Why let its host's memories go to waste? Tại sao để ký ức này bị biến mất? Its experience. Còn cái sinh trùng đang hấp thụ nó. Strengthen you. Trải nghiệm của đó tăng sức mạnh cho bạn. Ok. Để con ký sinh trùng mà kiểm soát. Ok, để theo kiểm soát thì con có gì. Đục. Alo, chui ra rồi. Làm sao? Giàu thế. Hết có gì mình lát mình quên lại. Nói chuyện với người chết thử. Chắc là đội dài có cái ông Elwin để không nào bỏ đi thôi, dục. Hmm.
có cái hộp ở đây nè. Thì là có một người khác nữa đã trốn thoát. Ok, cái thiên này càng có giật bẹp vứt. An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Ok, vào trong hang tiêu diệt con gấu. Ok, nói chuyện. This is it. Được rồi. I guess we... Thế nghĩa là chúng ta nên đi vào trong hả? Ok, vào đi cưng. Wow, quá trời người chết. That's a stench. Dead owlbear prey, no doubt. Okay. A shrine, a saloon, a statue. It is stinking cave. I can feel hardly its aura. Hardly a place of honor. Gì vậy? Saloon, saloon. À, ngôi đền của saloon và xa. Một cuốn sách đầy bụi nói về sức ảnh hưởng, sự tranh giành giữa hai thần saloon và xa. Sau khi Saloon làm mặt trời phát sáng, mang lại cuộc sống và ấm áp cho vũ trụ. Ok, thì Saloon là thần ánh sáng, còn Sa là thần bóng tối rồi. Cái gì đây? À, phong ấn của Saloon. Từ từ, cái này nó phản đàm. Ok, mình có thể đánh được bao nhiêu? Không đủ. 22, 10, 11. Thôi bỏ đi. Ok, những người cầu nguyện dâng hiến cho thần Saloon. Saloon. Just an old prayer. Salutations. Để cho Gale vào thử rồi. An ancient prayer. Wonder if Saluna was listening. Always sharp. Okay. This way. Để cho sao nó hết độc. Saloonite prayer. Cái định. How useful. Direct me. Cho Gale học và đọc suy nghĩ. Suy nghĩ, ok, đọc suy nghĩ. Thì thất bại rồi, giờ chỉ còn mới là Gale thôi. Học mình lụm nó về. Ok, lụm nó về. The new horizons.
Ok, đi vào trong hang gấu. Đây, con gấu đây. Let's explore. Đây coi. Wow. 91 máu, vãi. Có một con nữa. Ok, Action, not reaction. Time to press ahead. Đi vào bên đây, đẩy hai đứa này vào trong cho nó quýnh trước. Dạ, quên mất, phải có sao đâu hết để có sao đâu hết để bút bút cái gai đần chứ. Ok, cho là gel quay lại, đổi sao đâu hết lấy là gel. All's well that ends. Not as bad as it could have. Oh, enough waiting. I crave blood. Unseen. Mình có thể cắt lại hả? À đây. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owl. Oh, sao tự nhiên ghe bước vô? Bye. Looming out of the darkness. Cái gì vậy? À, cái gì vậy? Chết mẹ rồi. Tự nhiên đang không hiểu sao tự nhiên gheo bị dính vô đây ta. Chết cha rồi. Thành công. Yes, thành quá. The beast shrinks back, feathers quivering. Your desire. No honor among snakes. Lại. À. Mình còn là gieo những ghét rồi. Kệ đi chứ. À, nói chuyện với hai như này. It's just a head. Nó to lắm. It's huge. Tôi không biết mình có thể làm được hay không nữa. As the symbol glows, ý tưởng lại phát sáng. Authority. Quyền năng, ok, mình dùng quyền năng. Nhưng không có lựa chọn nào khác, đi đi. Ok. À đúng. Hai điểm, có hai điểm rồi. Ok, tất nhiên, từ sau. Runs across your mind. You feel sated. You're right. It's just an animal. Nó chỉ là một con thú thôi mà. Và chúng ta có đấng tối cao bên cạnh. Ok, nó chỉ như là. Có lẽ như chúng ta gặp những triệu chứng không được ngờ. Có khả năng ảnh hưởng người khác. But one to be treated with caution. Nhưng mà cần phải cẩn thận đấy. Không biết nó tốt hay là xấu. Sức mạnh thao túng tâm lý này có thể rất là tốt nếu như làm kẻ thù nghe lời. Thầy nói cái này thôi, tại để cho con sao đó hết nó. We'll never know unless we take the risk. A calculated risk, mine. Ok. Ha ha. Chết mẹ rồi. Ok, mình không nên mình đứng ở đây rỉa thôi để cho nó quýnh cái thằng nó chết. Mình xông vô nó bị nó quýnh rồi mạnh lắm.
chỉ còn có một ok, tấn công luôn đi. Phải à, nấp. I'm fury. I am death. My prey awaits. Hả? Đừng nói kêu á đồ. Cái cũng vô trận luôn rồi. Đã hiểu. Shall be done. Đã hiểu cái quần què gì thiệt chứ. Đến cái này cũng bị phát hiện ta. Phải lỗi game không trời. Ok, tấn công. Time to strike. Ủa, con là Zelly. Sometimes the only way out is through. Là Zelly cũng vô trận luôn rồi. Ồ. Stay focused. Tail for the ages. Nothing will stand in my way. Okay. Chà, dạ, không có lối đi rồi. Đứng người xa bắt. Ồ, nhảy nè. Ủa, sao không nhảy được ta? Ờ, hết hết điểm rồi. Ok, bắn đi. Ôi. Ok, thằng đó chắc cũng sống nữa đâu. Ờ, xong rồi thôi. Mistral. Cách nói với con này. Dạ. Trúng rồi, trúng. Hộp. Khổ thế. Hết hết điểm sức chiêu rồi. Anh đù. Đừng nói gọi đồng bọn nha. Á đù. Á. Ờ, chết chết cha chết cha. Á đù, á đù. Ha. Cái thằng cu này không đánh đánh mình vãi. Chữa bệnh. Rồi tất cả bệnh tật. Ok. Ờ, chống lại. Nếu nóc cái bình này thì hồi thêm chút máu nữa. Nhưng mà con này nó đánh mạnh quá. Ok, đồ. Chết rồi, chết rồi. Em sao đâu hết, mà chạy đi. Ok, bơm heading there. Bắt chạy, bắt chạy. Ờ, ném cái lọ thì được không? Không được. Ai da. Ok. Đuổi theo tới cứu.
Thì cô là thật. Còn ghé vào đây nữa chứ thiệt chứ. Ok. Không tới được. Quần thiệt chứ. Đâu quýnh cái thằng kia nó quýnh mình hay chứ. Ok. Mày, mày tự chuốc lấy hay chưa à. Trời. À, đập đầu nó. Làm choáng. Làm nó mất mất điểm hành động. Ok. Hay quá. Ok, cái con nó chết rồi. Mày. Mày chết đi. But a word away. Thằng này thiệt chứ. Thế vậy mình đừng có xông vào. Mà cũng không được, nó bắt mình phải xông vào trận mà. Bây giờ sao ta? Chấp nhận thôi. À, nó bị mất điểm hành động rồi. Hay quá. Phải ớt nè. Mày không thoát được đâu con trai. Hám đến chết. Đâu rồi? Ok. Nói chuyện. It got her. It got Bray too. Trở về chỗ nhiệm vụ đi. Right. All right. Rồi, tôi sẽ đi. I'll go. Thanks. Kế hoạch là để cho cái thằng nó bị đánh chết. Mà cuối cùng mình bị đánh gần chết. À, một cái xác bị à đù. Cái giáp con hơi bị ngon ạ. À. Cho sao được hết. Ok. Nói chuyện với người chết. Không, không nói được. Trứng. Nào mất rồi. These boots have seen everything. Là video hôm nay đến đây tạm thời kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Rồi mình sẽ về trại nghỉ một giấc. Rồi sau đó kết thúc video. Xem, hả? Có cái gương mặt thật gì đây? Oh, cursed to put my hands on everything.
Thay đổi gương mặt. Đổi tên. Vãi. Ok. Thôi không cần. Chưa cần. Có ai cần nói chuyện không? Không. Ok, vậy thì đi ngủ. Rest well, flitting between dreams. Không ngủ ngon lắm. Gặp ác mộng. Maybe break your meditation because you know something is wrong. Có thể mình bởi vì mình cảm thấy có gì đó không ổn. Hoặc là có thể là mình may mắn. Shit. Mình mang cà rồng. No no, it's not what it looks like. I swear. Không giống như gì anh thấy đâu. Tôi hứa, tôi thề đấy. I wasn't going to hurt you. Tôi không định hại anh đâu. I just needed. Tôi chỉ cần blood. Một chút máu. There in the dim firelight, you see him for what he really is. Anh thấy được bản thân anh ta là một cà rồng đang bị đói, chết đói mấy ngày rồi. Tấn công liền. Ok, và bao nhiêu người anh đã giết rồi? I've never killed anyone. Tôi đâu có giết ai đâu. Not the food. Ý là I feed on animals. Tôi chỉ ăn động vật thôi. Heo rừng, nai. Bất kỳ những gì tôi thấy. Nhưng mà không đủ. Nếu như tôi cần phải đánh nhau thì tôi cần phải phải khỏe. Chỉ cần cho tôi một chút máu, tôi có thể suy nghĩ rõ hơn, chiến đấu tốt hơn. Làm ơn đi. A strange sensation courses through you. And your companion's mind unfolds. Ok, đọc suy nghĩ. Chỉ là một nửa sự thật thôi. Xong vào trong não. Không cần biết là anh cần bao nhiêu máu. Không được uống máu của tôi. Ok. Tất nhiên. Tôi thật ngớ ngẩn khi hỏi với anh gì đó. Ok, để nó đi đi. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Ok, là kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.